tập 25. Đứng lại, làm gì thế? Đưa nó về nhà mẹ đẻ. Về nhà mẹ đẻ? Nhà mẹ đẻ ở đâu? Thành Dị Thập Lý. Ông là gì của cô ấy? Tôi là cậu nó. Cậu? Phía trước có quân cắm đống. Cắm đi. Đi vòng đi. Vòng qua, vòng tới vòng lui. Có xa không tôi cũng mặc xác. Mau đi đi. Đi. Khát chết đi được, không đi nổi nữa. Khát chết được. Thôi đừng kêu ca nữa, có nước rồi. Thế sao uống được? Sao uống được? Nhìn đây. Nè, uống đi. Được đó. Học đâu vậy? Đội công tác vũ trang. Đã quá. Giờ đường to đường nhỏ đều có người gác, không thấy trà trộn. Tôi không tin 40 dặm qua đây không có khe hở nào. Dù có khe hở e cũng là bẫy. Bẫy? Bẫy cũng là đường. Cho tôi miếng nữa. Sợ người ta không biết mình ở đây à? Tối ôm thế này, người ta chả tìm được giường. Hay là anh ôm người ta lên đi. Thời tiết thế này con ngủ đất cũng không cống được đâu. Người ta lạnh thật mà. Anh đừng giở dịch nữa. Nơi quan du vắng vẻ, giờ chỉ có hai chúng ta. Nhiệm vụ lần này chúng ta có thể về hay không còn chưa biết. Trước khi chết phải làm gì đó chứ. Nào, mình ngồi đây. Ôm nhau sưởi ấm. Sưởi ấm gì? Cô đắp trơm đi. Trước mỗi lần hành động, cô và Khải Văn cũng thế à? Bà đây không ưng lắm, nhưng anh thì khác. Tôi thích anh thật. Nếu không đã chẳng đi đập mạng với anh rồi. Anh nói coi, anh chọn tôi có phải cũng nghĩ vậy không? Đã lúc nào rồi mình nghĩ tới việc quan trọng được không? Trước khi chết có chuyện gì quan trọng hơn nữa sao? Thái Hà, tôi đã để cô hành động với tôi thì sẽ không để cô chết. Được, nào, lên giường. Tự ngủ đi, đừng để bị công. Nó ngủ đi, tôi ra canh cho. Nhắm mắt.
đã đi bao nhiêu dặm đường mà vẫn không được. Tên khốn Điền gia vậy, đánh trận chả ra gì. Mà phòng thủ thì đâu ra đấy. Tìm một điểm đột phá tiếp đi. Cục trưởng, Mã phu nhân đã xuất phát, chỉ đưa 4 tên lính bảo vệ theo. Người của chúng ta đang theo dõi họ. Tốt lắm. Cục trưởng, tại sao chúng ta lại xem trọng Mã phu nhân? Vì Mã phu nhân có thể giúp chúng ta giết Điền gia vệ. Nhưng theo tôi biết, Mã Bộ An và Điền gia vệ trước kia là anh em kết bái. Mã phu nhân thật sẽ không làm, nhưng Mã phu nhân giả sẽ làm. Kế sách của cục trưởng hay quá. Không, đây là ý Lưu Phi, nhưng đó cũng là kế hoạch thứ hai của cậu ấy. Nhớ kỹ chuyện này tới đây thôi, tuyệt đối không cho người khác biết. Rõ. Theo dõi sát sao Mã phu nhân. Hiểu. Đi đi. Báo cáo, quân đồn trưởng Đinh tới. Mời. Anh rể, Đổng Bằng, sao rồi? Bàn với ban chỉ huy chưa? Quyết định sao? Tôi quyết định nhậm chức. Anh rể, em nói rồi mà, nếu anh đi thì Đổng Bằng, tướng quân trăm trận chết, tráng sĩ 10 năm về. Đinh Ngọc Sơn tôi xuất thân, dẫn binh đánh trận, giờ ở hậu phương bao nhiêu lâu, e là quên cách dẫn binh đánh trận luôn rồi. Nếu bỏ qua cơ hội này, không biết khi nào Quỷ Viên trưởng mới cho tôi ra tiền tuyến. Anh ngồi đi rồi nói. Đổng Bằng chú yên tâm, tất cả tướng sĩ quân đoàn 53 là tướng sĩ có máu thịt. Trừ Điền gia vệ ra, toàn thể tướng sĩ đoàn kết một lòng, bọn giặc chẳng là gì cả. Bản lĩnh đánh trận của anh em còn không rõ sao? Thôi vậy, em biết ngay, anh sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nào uống trà đi. Có tin của Lương Phi chưa? Vẫn chưa. Không đợi nữa, khởi hành ngay. Anh rể, không việc gì cho vậy. Anh đi là nộp mạng còn gì, Đổng Bằng. Nhưng chờ Lương Phi bắt được hắn, tôi mới khởi hành đã trễ hết. Yên tâm đi. Điền gia vệ là lính tôi từng dẫn dắt, có ơn với hắn, tôi tin hắn không dám manh động. Còn nữa, chỉ cần một ngày hắn chưa thông báo phản quốc thì quân đoàn 53 vẫn thuộc quốc quân. Với lại tôi đem giấy bổ nhiệm danh chính ngôn thuận, đám quân đoàn Phó Dương từng là cấp dưới của tôi, họ sẽ giúp thôi. Nguy hiểm quá. Mấy người, sao không làm ở đội tuần tra cho đỡ cực, chạy tới đây làm gì? Ai muốn trời đội hộ vệ chứ? Suốt ngày làm trưởng quan ăn sung mặc sướng thì tốt biết mấy. Cô ngây thơ quá vậy. Nhưng từ khi tham mưu Dương bị bắn chết, quân đoàn trưởng Điền suốt ngày ghi thần ghi quỷ, đổi hết đội hộ vệ thành thân tính của mình.
Nghe nói, ngay cả khi ngủ, anh ta cũng đuổi hết mọi người ra. Đặt trạm gác cách đó 100 mét, 3 bước trạm nhỏ, 5 bước trạm lớn. Cái sân lớn như vậy, phải cần bao nhiêu người chứ? Nói vậy, anh tới đúng chỗ rồi. Anh nghĩ sao? Tè xong chưa? Chưa. Anh Kono Wataru, anh bảo Lương Phi sẽ tới chứ? Không phải sẽ tới, mà là tới rồi. Hắn đang hoạt động ở vùng này. Sao không có động tĩnh gì? Cao thủ xuất chiêu là đoạt mạng. Nghe thấy động tĩnh thì em mọi chuyện đã muộn. Anh tính gì vậy? Góc độ và khoảng cách. Sơn pháo phải bắn chuẩn. Đó là cơ hội tốt. Sơn pháo ban đêm đâu thể bắn chuẩn. Bắn thêm vài phát là được. 3 hay 5 tên điện gia vệ cũng tan xác thôi. Đây là pháo, bắn vào thôn trấn sẽ tổn thương người vô tội. Ra ngoài đánh trận không lo nhiều vậy được. Với lại cấp trên cũng không truy cứu. Cấp trên không truy cứu, lương tâm có tha cho không? Mạng của dân cũng là mạng. Lý lẽ là thế. Nhưng anh đừng quên, anh đi làm gì? Lo này lo nọ không khéo lại bỏ mạng. Mất mạng rồi thì còn lương tâm mà truy cứu không? Còn tới âm phủ, nó vẫn truy cứu thôi. Chừng đó phán tội, cô vô chảo dầu hay lên thiên đường? Anh vô chảo dầu, tôi lên thiên đường. Con gái. Cha, ngồi xuống đi. Con gái, cha nói chuyện này. Mai cha phải đi xa. Đi đâu vậy? Con xem con đi. Con gái quân đoàn trưởng vẫn không hiểu lý lẽ này. Đây là cơ mật quân sự. Con gái của đoàn trưởng, con là người ngoài. Con gái, cha đi rồi thì qua nhà cậu con, nhưng không được bướng vé. Con không đi. Nếu phải đi thì con tới nhà bác Hình vậy. Con xem con kìa. Sau khi anh Á Giang chết, bác Hình vẫn luôn đau buồn. Con không được gây thêm rắc rối nữa. Bác Hình thích con. Con qua thì có thể giải sầu cho bác. Hơn nữa, con có thể chơi chung với chị Á Bình. Quân đoàn trưởng Cao,
Lời em đây nói với anh trong thư còn là lời tận đáy lòng. Tưởng với Thạch trọng dụng quân đội chính quy, với những quân đội bề cánh chỉ là lợi dụng, theo hắn là không có ngày ngốc đầu. Đánh trận xong cũng thành trận thế. Vì lợi ích của chúng ta, quân quy quân đoàn trưởng Cao bỏ Tưởng với Thạch cùng mưu cầu nghiệp lớn. Kawai, trưởng ban, sách động Điền Gia Vệ tiến triển thuận lợi. Đến nay đã có 7-8 quân đoàn, sư đoàn, trung đoàn trưởng liên lạc với Điền Gia Vệ. Chỉ cần làm công tác tư tưởng thêm bước nữa là thành công ngay thôi. Sao rồi? Cảnh giúp tôi. Được. Nắm chắc không? Bắn một phát rồi tính. Quá. Dọc đồ lính ra. Làm gì? Mình những lúc hỗn loạn vào xem. Được. Cáo già này, tôi xem anh trốn đằng nào. Sao rồi? Thành công rồi. Lương Phi bắn pháo vào đội Điền quân Gia Vệ, nghe báo về giờ quân đội dưới biển lửa pháo kích. Sao cậu ấy nghĩ ra xài pháo thế? Pháo đâu ra? Hồ Khắc, cậu phải cử người tra rõ cho tôi.
Xác định Điền Gia Vệ còn sống không? Rõ. May mắn nghe lời anh. Không là tôi xuống suối vàng lâu rồi. Lương Phi gian xảo thật. Tôi không ngờ hắn lại công kích bằng pháo. Đúng là đạo cao một thước, ma cao một trượng. Anh bảo tôi rời quân đội ẩn nấp. Đấy, thoát nạn rồi. Đây là bài học, sau này phải cẩn thận hơn. Lần thất bại này, chúng ta xem như đánh trắng động cỏ rồi. Vậy sao muốn giết Điền Gia Vệ còn khó hơn lên trời? Kono Wataru quả là mưu mô. Điền Gia Vệ không thông minh thế. Tiếp theo làm sao đây? Chẳng lẽ lại đột nhập quân doanh? Cô không vào thì sao diệt được Điền Gia Vệ? Anh là đi nộp mạng. Tôi tiếc mạng không hậu nhé. Chưa chắc. Tôi còn một kế hoạch. Là gì? Lúc đi tôi có nói với Đổng Bằng. Biệt hiệu khá đẹp, tôi vừa nghĩ ra. Hành động thanh y. Hành động thanh y có liên quan gì đến tôi không? Thanh y gì đó của anh? Không lẽ là cô gái Bắc Lộ Quân? Tôi mà nổi máu ghen thì anh lãnh đủ đó. Còn máu ghen nữa, ghen bao nhiêu cũng không đủ đâu. Mình đừng tốn thời gian với Điền Gia Vệ nữa. Hành động thanh y chính thức bắt đầu. Anh rể, lần này đúng ý anh rồi. Chúc mừng anh, mở cờ ắt thắng. Quân đoàn năm 30 tuy là lính cũ của anh, nhưng điều duy nhất em lo là đặc công Nhật sẽ không tha cho anh đâu. Họ sẽ làm gì tôi? Thực ra người Nhật âm thầm giữ thủ đoạn còn hơn chém giết thần. Trên chiến trường nguy hiểm hơn thế nhiều. Để anh hoàn thành nhiệm vụ thuận lợi, em đã chuẩn bị người đi theo như Khải Văn, Hàng Đông Quy, cục đặc chiến, bảo đảm an toàn cho anh. Không cần, tôi có vệ binh là đủ. Không không không, bọn em đã nhận lệnh phải đảm bảo cho anh thuận lợi tiếp quản quân đoàn năm 30. Khải Văn là đặc công ưu tú của bọn em, để cô ấy dẫn đội. Xem ra lần này tôi thực sự giống vào hang cọp. Phải. Anh rể, còn một chuyện phải nhờ anh. Lương Phi bắn pháo vào quân đội Điền Gia Vệ, nhưng Điền Gia Vệ lớn mạng chưa chết. Hôm qua vẫn đi thị sát quân đội. Tên nhóc này, em đã báo Lương Phi liên lạc với anh. Em và Lương Phi ban cho một phương án. Em đoán bây giờ cô ấy đã hành động rồi. Phương án này là tuyệt mật, nên sau khi anh rể tới phải phối hợp với cô ấy. Em vẫn là câu nói đó. Trước khi bắt được Điền Gia Vệ, anh không thể vào quân đoàn năm 30. Vậy tôi phải trông cậu ấy tới bao giờ mới hoàn thành được nhiệm vụ? Thế này đi, cũng tới giờ rồi. Tôi phải xuất phát đây. Được. Chúc anh mọi việc thuận lợi. Bảo trọng. Bảo trọng. Bảo trọng. Cha. Con gái. Con gái, cha phải đi đi. Đến chiến trường chú ý an toàn. Yên tâm đi. Cha. Cha cầm theo cái này. Nào về trả lại cho con. Bậy bạ. Khi đánh trận nhớ con nhé.
con gái. Nghe lời cậu, chúng ta nhận được tin tức mới từ phía Trùng Khánh. Quân đội lục quân của chính phủ quốc quân đã bổ nhiệm Đinh Ngọc Sơn làm quân đoàn trưởng quân đoàn 53 mới. Tin vẫn chưa được công bố, chắc là sau khi tới quân đội thì bãi nhiệm Điền Gia Vệ tại chỗ. Giờ Đinh Ngọc Sơn đã khởi hành tới quân đoàn 53 mới. Bổ nhiệm quân đoàn trưởng mới thì thay đổi được cục diện quân đoàn 53 sau. Em đã điều tra Đinh Ngọc Sơn này là danh tướng Bắc Phạt, quân đoàn 53 mới, là quân đội cũ của hắn. Điền Gia Vệ cũng là lính cũ của hắn, rất có tầm ảnh hưởng trong quân đội. Một khi hắn tới quân đoàn 53 mới, em nghĩ Điền Gia Vệ cũng không thể làm gì được. Huống hồ giờ Lương Phi đang chờ thời cơ ám sát Điền Gia Vệ. Một khi trót lọt là quân đội như trắng mất đầu. Khi đó Đinh Sơn giờ vào danh tiếng ở quân đội và giấy bổ nhiệm tiếp quản quân đội là chuyện hiển nhiên. Khi đó quân đoàn 53 mới sẽ không còn bị chúng ta chi phối. Phân tích rất chuẩn. Thầy Cao Quay, giờ cô Đô Wataru sức yếu thế cô, em lần nữa xin đi chi viện. Yên tâm đi, cô Đô Wataru chuẩn bị kỹ càng rồi. Xin ngài Cao Quay nghĩ kỹ lại. Em có biết cô Đô Wataru đã bị cắt chức không? Em đi có thể ngài ấy sẽ hiểu lầm, tưởng tôi muốn tranh công. Vì đó là thầy tôi, nên tôi phải cho thầy cơ hội này để phục chức. Nhưng đây là chiến tranh, thời cuộc biến đổi không ngừng, chúng ta không thể nghĩ cho tình cảm cá nhân. Lời em nói làm tôi rất kinh ngạc. Học trò thất lễ. Không, em tiến bộ rất nhanh, tôi thấy rất mừng. Với lại tôi cảm giác em không còn là người Trung Quốc, giống người Nhật hơn. Em mong trở thành người Nhật thực thụ. Tốt lắm. Xét về tinh thần sẽ trở thành một người Nhật thuần túy. Tôi đã đào tạo không ít học sinh, em là người xuất sắc nhất. Cảm ơn thầy đã khen. Em mong trưởng ban Cao Quay suy nghĩ lại. Đi ra. Dạ. Chị, lần này cha em rốt cuộc đi chấp hành nhiệm vụ gì thế? Hỏi mà mấy cũng không chịu nói, bí hiểm lắm. Cụ thể chị cũng không rõ. Chú Đinh là quân dân, lần này đi chắc chắn là dẫn binh đánh trận. Ông ấy vừa đi thì chỉ còn mỗi em, thấy hơi cô đơn đó. Sao lại chỉ có mình em? Còn chị mà, với cả nhà cậu em nữa. Họ đều thấy em không ổn. Cứ như việc đánh trận em không thể tham gia vậy. Nhưng em là người Trung Quốc, em cũng căm hận kẻ xâm lược. Cha em ra tiền tuyến, Lương Phi cũng ra tiền tuyến, em muốn được như họ lắm. Tiêu Tiêu, đánh trận không phải đùa. Em thấy bản lĩnh của Lương Phi rồi đó. Em biết, nên em rất ngưỡng mộ cuộc sống của Lương Phi. Cứ như hiệp khách giang hồ ra vào doanh trại Nhật, giết bọn Nhật, giết Hán Giang, tự nhiên phóng khoáng toàn mạng rút lui. Em ngưỡng mộ anh ấy lắm luôn.
nhìn thì có vẻ như quyền thoại thật. Thực chất là thập tử nhất sinh. Chị, chị nghĩ lần này họ chấp hành nhiệm vụ gì? Họ đi bắt Điền Gia Vệ. Điền Gia Vệ? Đó là lính cũ của cha em, người nhà của mình mà, theo bọn Nhật rồi. Đinh Ngọc Sơn, giờ người đang tới đây rồi. Chiêu này của lão tưởng ác thật. Cử quân đoàn trưởng cũ của tôi tới. Ai cũng biết, nếu tôi không cung kính anh ta thì sẽ phải gánh tội vong ơn bội nghĩa. Trung Quốc có một câu tục ngữ là đại trượng phu phải nhẫn tâm. Nhưng tôi phải giải quyết thế nào đây? Ai cũng biết Đinh Ngọc Sơn có ơn với tôi, anh đâu thể ép tôi vào bước đường cùng vô tình vô nghĩa chứ. Chúng cử Đinh Ngọc Sơn tới do đã nghĩ tới sẽ có kết quả này. Đinh Ngọc Sơn dám tới, có lẽ đã đọc được anh. Đinh Ngọc Sơn cho rằng có ơn với anh, dám chắc anh không dám mạo phạm hắn. Kết quả bày sẵn ra rồi, không phải anh chết thì là hắn tiêu, không có con đường thứ hai. Nhưng tôi không thể xuống tay. Quân đoàn trưởng Điền, nếu đã vậy, chúng ta chỉ có thể dứt khoát gửi điện báo toàn quốc, tuyên bố tách khỏi Trùng Khánh, bỏ tối theo sáng. Không không không, chuyện này không vội được. Giờ tôi đang liên lạc quân đoàn trưởng ba quân đoàn và sư trưởng một sư đoàn, định bắt tay nhau cùng tách khỏi Trùng Khánh. Giờ bạn tôi, quân đoàn trưởng Mã, cũng cử vợ hai đến để bàn chuyện này. Chuyện này không thể vội được. Tôi không hiểu sao quân đoàn trưởng Mã không tới mà để cho vợ mình làm đặc sứ. Anh không hiểu về quân đoàn trưởng Mã, người này làm việc cẩn thận đó giờ. Lần này anh ta cử vợ hai Tâm Phúc cất công tới đây hoàn thành việc lớn này. Quân đoàn trưởng Điền lo ngại nhiều thế thì tôi không nói nhiều nữa. Quân đội đế quốc sẽ giúp anh giải quyết mấy vấn đề này. Anh Kodo Wataru, nói anh nghe, bất kể thế nào cũng không được có chuyện làm hại Đinh Ngọc Sơn. Ở địa phận tôi quản lý bằng không, mọi người sẽ cho rằng đó là tôi làm. Khi ấy Điện Gia Vệ này sẽ bị mọi người xa lánh, cô lập đấy. Hiểu rồi, tôi sẽ khiến hắn biết khó mà lui. Được rồi chứ, chỉ đành thế thôi, không làm anh thất vọng đâu. Đây chắc là quán trọ tốt nhất qua đây. Thế thì đã sao? Tiểu quan dân, cuối cùng anh đã hiểu tâm ý của tôi rồi à? Lại nghĩ linh tinh gì đó. Tôi hù anh đó. Tôi có phải luôn banh đâu. Ý tôi là bao nhiêu ngày qua cả người tôi móc meo lên rồi, phải tìm nơi tắm rửa để sốc lại tinh thần của tôi. Yên tâm đi, sẽ có lúc để cô hăng hái. Đi. Hai vị chào mừng ghé thăm. Cho hỏi, anh nghỉ chân hay ở trọ? Ở trọ. Cho chúng tôi xem phòng tốt nhất chỗ anh được không? Được, mời vào trong. Nâng cao cảnh giác. Nâng cao cảnh giác. Người phe mình dừng xe.
Đoàn trưởng Đinh, đồng chí Tiểu Lưu, sao cô ở đây? Đây là chiến hữu của tôi, Hắc Tử. Chào quân đoàn trưởng Đinh. Chào đồng chí Tiểu Lưu, lại có nhiệm vụ mới à? Không giấu gì, chúng tôi nhận được nhiệm vụ mới là hỗ trợ Lương Phi. Xem ra phải đi chung với ngài rồi. Lương Phi quả nhiên là người của đảng Cộng sản. Cục đặc chiến đã ra lệnh cho Lương Phi, cơ quan bắt lộ quân vẫn ra lệnh cho Lương Phi nữa à? Chúng tôi đi hỗ trợ Lương Phi chứ không phải ra lệnh cho Lương Phi. Đồng chí Tiểu Lưu, vấn đề của quốc cộng là chuyện gì cũng quá rạch rồi. Có phải hai người cố ý chờ tôi ở đây không? Không gì giấu được ngài. Ngài có xe riêng, lính riêng, còn chúng tôi thì khác. Được thôi, vậy thì cùng tôi ra tiền tuyến xem thử. Quân đoàn trưởng Đinh, thực ra ngài chịu ra mặt, tất cả người ở Bắc Lộ quân đều rất vui. Mong sau này ngài nhanh trở lại quân đội, cho bọn Nhật nếm mùi sự lợi hại của danh tướng Bắc Phạt. Tình hình tiền tuyến tôi nghĩ chắc mọi người biết rõ rồi. Lên xe đi. Đi. Lên xe mau. Có phòng anh không ở, lại chạy tới đây canh. Sao? Chờ thanh y của anh à? Ôm cây đợi thỏ, thỏ đâm vào cây, là thanh y sẽ theo tới. Anh có thể cho tôi ít tâm tư, chờ thỏ đâm vào cây kia không? Dù chỉ là tí ít thôi, thì Trần Thái Hà này chết không hối tiếc. Đừng cứ chết mãi được không? Đang đầy sức sống thế mà, đâu ra lắm chết thế. Thế anh làm gì mạnh lên coi, để khơi dậy sự tích cực muốn sống còn của tôi. Vốn là đi chấp hành nhiệm vụ với anh, tôi còn có tí ý nghĩ không yên phận, kết quả giờ lại nằm bò ra đây. Tới bước hành động tiếp theo tôi cũng không biết. Quan trọng nhất là tôi khóc cả buổi, anh cũng phải cho tôi biết là ai chết chứ. Tôi đang khóc tang ai vậy? Lát là cô biết thôi. Nằm xuống. Thấy phu nhân kia không? Trông vẻ ngoài quen không? Sao tôi biết? Không lẽ đây là Thanh Y anh muốn chờ? Hơi khiêm nhường thật. Nhưng cô không thấy mức độ khiêm nhường của hai người hơi giống nhau à? Vậy tôi hiểu ý anh rồi. Anh muốn tráo người phải không? Giờ biết khóc cho ai rồi chứ? Biết rồi. Cô ấy là thỏ, tôi là thanh y. Tôi thích nghe câu này. Nói đi, hành động tiếp theo tôi phải làm gì? Bước đầu tiên, bắt người phụ nữ đó cho tôi.